Dạ, xin chân thành cảm ơn tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều. Và một ca khúc thứ hai Như Huỳnh gửi đến tất cả quý vị là một bài tân cổ được mang tên Đoạn Tuyệt, nhạc của Thái Thịnh, lời vọng cổ của Hoàng Song Việt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi, ngày buồn đã tới, ngày giây phút tôi xa người, tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu, nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa, người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tôi bơi. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu, vọng bao nhiêu nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu, thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Nàng hơi ấm chiều em đi sao đâu
Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.